Thiên đường ca cảnh xin giới thiệu đến các bạn máy sưởi oxy siêu êm dùng để đảo canet. Các bạn xem lượng oxy nó đảo canet rất là ổn, rất là đều. Cái máy này ra 4 vòi nha các bạn. Ở đây mình sẽ đấu chế nối nó lại thành một cái dây lớn 8 ly để mà nó đi. Cái thanh sưởi này là dài 42 xăng, dài 42 xăng. Cái thanh sưởi này các bạn có thể cắt ngắn lại tùy vào cái ngăn lọc của mình, ngăn đảo canet á, cắt ngắn lại được nhé, rất là dễ. Đây, đây là thông số của máy. Cái máy này là 8W, nó ra 4 vòi, mỗi vòi của nó là 3 lít trên phút. Máy này chạy êm nhé các bạn, không có tiếng ồn. Để ở trong nhà đảo canet rất là ổn định. Ở đây nó có một cái volume để mình tăng chỉnh mạnh nhẹ cái lượng oxy đó, hoặc là tắt, vặn tắt cũng được, hoặc là tăng oxy nhẹ nhẹ lên nè, hoặc là tăng mạnh lên nè, tùy ý mình. Mọi chi tiết các bạn liên hệ số điện thoại 0988 347 508 hoặc truy cập website thiên đường ca cảnh.com để xem thêm về chi tiết của sản phẩm. Thân ái chào các bạn.